phát hiện 5 chiếc sừng tê giác bay lậu vào Việt Nam. Cục Hải quan Sài Gòn vừa tịch thu hơn 5 kg sừng tê giác được vận chuyển trái phép vào Việt Nam. Sự việc diễn ra vào ngày hôm qua 20 tháng 5 khi một hành khách quốc tịch Việt Nam trở về nước tại phi trường Tân Sơn Nhất trên một chuyến bay Air Việt Nam đã bị cơ quan chức năng phát hiện có nhiều dấu hiệu khả nghi. Sau khi kiểm tra, lực lượng hải quan phát hiện 6 khúc sừng tê giác được cất giấu trong hành lý. Cân nặng của 6 khúc sừng này ở vào khoảng 5 kg. Đây là mặt hàng thuộc diện nghiêm cấm xuất nhập khẩu, nằm trong danh sách đỏ của Công ước CITES và của Chính phủ Việt Nam.